Con này có cả radio FM này, hai cửa cassette này, các bác nào muốn đĩa này, một cửa đĩa này, một cửa cassette. Bác nào muốn dùng đĩa với cassette thì về vệ sinh nhé. Con này hiện tại em đang test là cổng AUX. Con này có loa súp này. Loa súp bên cạnh này. Dây của đài bô này không hay, không lấy tiền luôn. Đây ạ. Con đài bô này tắt đi chứ. Tắt đi đã. Em này gồm có này. Một cổng mic này. Đây là cổng mic quá nhé. Volume to nhỏ cổng mic này. Chọn chế độ anten để bắt cổng AM FM. Rồi cổng live vào, live in vào và ra. Đây là cổng quang. Cổng này cổng quang digital out nhá. Digital out, cổng ra. Nhá. Anten nối thêm ở ngoài. Ở đây là con đài bâu. Đấy nhá. Điện 100V. Con này nghe không hay, không lấy tiền luôn, chấp tất cả các bộ dàn luôn. Chấp hết các bộ dàn luôn. Khẳng định là ít các bộ dàn là vượt qua được con này lắm. Con này nặng lắm ạ. Con này rất là nặng bác nhá, nó phải mười mấy cân, gần 20 cân ấy. Rất là nặng. Bác nào nhu cầu liên hệ em Tuấn. Chào bác.